Thông tin mới nhất từ truyền thông Brazil, nhiều khả năng toàn bộ 61 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay bị rơi ngày 9 tháng 8 đều đã thiệt mạng. Truyền thông nước này đưa tin, máy bay gặp nạn là loại ATR-72 thuộc hãng hàng không Vobat Linip Area của Brazil, bị rơi tại thành phố Vinhedo vào lúc 13 giờ theo giờ địa phương khi đang trong hành trình từ Cascavel, bang Paraná đến Guarulhos, São Paulo, khu vực máy bay rơi cách São Paulo 80 km về phía tây bắc. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay dường như lao xuống khu vực có nhiều cây cối, sau đó xuất hiện một đám khói đen lớn. Thông tin sơ bộ cho thấy đã không có tín hiệu khẩn cấp nào được phát hiện trước khi máy bay gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều tới hiện trường vụ tai nạn và cơ quan chức năng Brazil đã mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Phát biểu trong một sự kiện diễn ra sau đó, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã thông báo về vụ máy bay rơi và cho biết dường như toàn bộ hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng.